Thưa quý vị khán giả, hiện đang vào cao điểm thu hoạch dứa tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ đầu vụ cho đến nay thì quả dứa đã mang về cho nông dân địa phương trên 157 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Mường Khương hiện có trên 2.200 hectare dứa, đến nay đã thu hoạch được trên 23.400 tấn quả. Quả dứa hiện tiêu thụ rất thuận lợi, giá bình quân từ 7 đến 8.000 đồng 1 kg, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với tập trung chăm sóc các đồi dứa chuẩn bị cho thu hoạch, nông dân huyện Mường Khương đang mở rộng vùng nguyên liệu. Từ đầu năm đến nay, bà con đã trồng mới được 20 hectare.